ngày 7 tháng 11 năm 2017, kênh 24 của Ukraine đã phát một bộ phim dài 12 phút 48 giây có tên Hồ Chí Minh, ông già độc tài thần thánh với trái tim Bolshevik. Cũng trong ngày này, kênh 24 đã đưa bộ phim này lên kênh YouTube của mình. Đến nay đã thu hút 35.652 lượt xem, 149 bình luận. Kênh 24 chính thức phát sóng ngày 1 tháng 3 năm 2006 là kênh truyền hình tin tức 24 trên 24 đầu tiên của Ukraine, là thành viên của tập đoàn truyền thông Lux, có chủ sở hữu là vợ của Andrei Sodovoi, nguyên thị trưởng Lvov, ứng viên tranh cử tổng thống Ukraine năm 2019. Bộ phim xuyên tạc này nằm trong series Các nhà độc tài do kênh 24 sản xuất năm 2017. Trong danh sách này có Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Tito, Lý Quang Diệu. Yasser Arafat, Fidel Castro và thậm chí cả Margaret Thatcher. Đoạn đầu của bộ phim như chính lời giới thiệu của kênh 24 là tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhỏ sang Pháp cho đến khi đến với chủ nghĩa Mark Lenin. Phần sau là một sự xuyên tạc về cuộc đời của bác như lời của kênh 24 khi viết bác trở thành đặc vụ của Moscow và đỏ. Khi kể về hành trình cách mạng của bác, bộ phim cũng xuyên tạc về đời tư của bác với số lượng các nạn nhân của cải cách ruộng đất, vân vân. Những tưởng bộ phim xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên truyền hình Ukraine đã đánh lừa được nhiều người thiếu thông tin. Nhưng không, vẫn có những người Ukraine biết tôn trọng sự thật. Một số báo chí Ukraine như Zasis.net, Lenta, Bestabu ngày 31 tháng 3 năm 2018 đưa tin nữ nghệ sĩ Oksana Yurinet, người đứng đầu nhóm nghị sĩ về quan hệ liên nghị viện với Việt Nam, đã có công văn gửi tới lãnh đạo kênh 24 nêu rõ ý kiến về bộ phim xuyên tạc trên. Theo bà Osana, các thông tin của bộ phim đã làm giảm uy tín của nhà lãnh đạo Việt Nam và do đó bà yêu cầu bác bỏ các thông tin không chính xác. Cũng cần nói thêm, bà Oksana là đại diện của đảng cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm khi đó, ông Poroshenko trong Quốc hội Ukraine. Như đã viết ở trên, ngày 17 tháng 11 năm 2017, kênh 24 đã đăng tải trên YouTube bộ phim xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và dù nhận được công văn phản đối của nghị sĩ Oksana, bộ phim này vẫn tồn tại từ đó đến nay. Trong số 149 bình luận dưới bộ phim này, có nhiều bình luận phản đối nội dung của bộ phim. Xin trích dịch. Indy Inler Độc tài, có thật không? Một con người đã xây dựng một xã hội, xã hội chủ nghĩa ở đất nước của mình mà vẫn tồn tại đến ngày nay. Mifka Ozi Đơn giản là Hồ Chí Minh đã đứng về phía Liên Xô chứ không phải là người Mỹ và mọi thứ liên quan đến Liên Xô hiện nay đều bị một số người nói ngôn ngữ này đánh đồng là xấu. Vì vậy họ thậm chí sẵn sàng biện minh cho hành động tàn bạo của Mỹ tại Việt Nam. Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh vẫn được ghi nhớ và kính trọng dù sau bao nhiêu năm và theo tôi đây là điều quan trọng nhất. Phan Eugenius, ông là nhà giải phóng nhân dân, ông vẫn còn được yêu mến ở Việt Nam, thế thì độc tài cái gì ở đây? Logic Logic, độc tài gì mà độc tài, ông đã chiến đấu chống lại người Pháp và người Mỹ văn minh, mà theo những người theo chủ nghĩa tự do, nói chung là không thể chấp nhận được. Phải ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng như tên tay sai mới là đúng. Có hai câu ngạn ngữ Ukraine về sự thật. Sự giả dối đứng trên một chân, còn sự thật đứng trên hai chân. Dẫm đạp sự thật trong vũng bùn, nhưng nó sẽ vẫn trong sạch. Không chỉ dân tộc Ukraine mà bất cứ dân tộc nào trên thế giới đều có những câu ngạn ngữ với nội dung tôn trọng sự thật. Sự xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam của kênh 24 Ukraine là một điều không thể chấp nhận được. Nó chỉ đánh lừa được những người thiếu thông tin và sợ sự thật mà thôi. Các bạn đang theo dõi nội dung từ tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ, theo dõi và lắng nghe. Sau đây, chương trình xin phép được kết thúc.